Xin chào toàn thể các bạn đến với kênh của Hoàng Bá nha anh em. Hôm nay em xin test cho anh em xem con cơ xích Stein 017 dòng Stein của Đức anh em nhé. Dòng cưa này là cưa nhỏ, xài gia đình và anh em cắt cành cắt nhánh đều ok luôn nhá. Con này trọng lượng của nó được khoảng 4,5 kg. Đó, làm ngắn làm dài 35, sử dụng 30 nha. Xích mới, đã gắn xích mới cho anh em luôn rồi, về chỉ việc sử dụng. Máy bao zin từ A đến Z nha. Đó, Stein 017. Con này nòng của nó 37 ly, trọng lượng 4,5 kg. Làm dài 35, sử dụng 30 nha. Xích mới luôn. Rồi, bên em sẽ test nổi cho anh em xem con cưa này nha. Con này giá là 2.700.000 nha, chuyển khoản báo ship tận nhà nha. Đó, giá siêu rẻ. Gắn xích mới cho anh em luôn rồi, sắc về chỉ được size thôi. Đó, anh em đã đặt hàng liên hệ qua số điện thoại 0345050399. Đó, anh em đã đặt cọc trước giúp em và em sẽ ship ra tận nhà cho anh em và kiểm tra hàng ok, anh em thanh toán hết nha. Rồi bây giờ sẽ test nổ cho anh em và sẽ quay tổng quan cho anh em xem cái máy này nha. Đây, máy 2 ốc lam, nguyên zin nguyên bản, máy hình thức còn rất là ok nha. Đó, liền lạc không có gãy bể gì nha. Đó, cam kết anh em là bao zin được ANZ, chưa có thay đồ gì luôn. Rồi sẽ test nổ cho anh em xem. Số điện thoại kia 0345050399 để đặt hàng nha anh em nhé. Anh em đăng ký kênh và bật thông báo để nhận video mới nhất của Hoàng nha anh em nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo của Hoàng.